À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video dòng game chiến tranh tổng lực La Mã 2. Mình là Chocho của Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của các chiến binh Amazon, nữ chiến binh Amazon đi chinh phục cái nước Pháp. Ở tập trước thì các bạn có thể thấy là mình bị vạn sự khởi đầu nan, và đúng cái câu đó thật, mình bị chúng nó đánh cho SML luôn, và thực sự là cũng khá là mệt mỏi đấy. Nhưng mà nói chung mọi việc đã qua. Tình hình thì hiện tại mình đã đàm phán hòa bình được với mấy thằng Đức ở phía Bắc. Thì để mình tập trung cái lực lượng cho khu vực phía Nam. Đây, mấy thằng Đức ở phía Bắc đây thì mà tại sao mình cũng đập lốt nó nhỉ? Nhưng mà thôi, chưa phải lúc. Bây giờ chúng ta sẽ giải quyết thằng Sứ Hồ dưới này đã. Căng quá nhiều mặt trận thì chúng ta cũng không đủ sức. Và hôm nay thì có quân đâu mà phải sợ. Quân của nó toàn quân Taliban thôi. Ở đây chúng ta có vài quân đoàn, không sợ đâu, ăn được. Chắc hết cái lượt đi rồi, mình cũng chẳng có việc gì làm. Thằng này nó có cái áo choàng đẹp thế nhỉ? Mình cũng có nhỉ? Rồi, các quân đoàn này của chúng ta sẽ được cử sang bên này và tấn công vào đây. Nhiệm vụ của chúng ta sẽ giải quyết lốt cái vùng này. Nhưng mà lượt này hình như hết việc để làm rồi. Nâng cấp thành trì. Cái vùng này đến 16 quân phòng thủ mà vẫn còn chưa chắc an toàn. Nó kệ nó thôi. À, nó lại tấn công phần đồng minh của mình. Lại có một cuộc biến động gì phía Bắc đấy. Ô, mấy thằng người Anh. À, thằng này nó cũng đánh nhau mấy thằng Sigo. Speak plainly and without. Mấy thằng người Anh này mạnh thế. Trèo xuống tận đây được cơ. Hồ báo. Nó cũng đang đánh nhau mấy thằng Sigo thì chắc là nó chưa đánh nhau với mình ngay đâu. Và phía Bắc kia kìa, có vẻ không ổn rồi. Phía Bắc kia là một thằng đồng minh của mình sắp hẹo rồi. Mà chắc kệ nó, biết là làm nào. Thằng này thì hẹo đi. Không tới. Nói chung là vẫn cứ phải xây cái nhà lính lên thật. Phòng thủ mới chắc được. Đủ tầm di chuyển tới. Đủ tầm di chuyển không? Tới nhưng mà quân của mình chưa hồi hết à? Cái tướng này rank hơi thấp. Đứng đây phát hồi ít quân. Cứ bình tĩnh đừng vội vàng. Tình hình căng ấy, tiền của chúng ta bây giờ khan lắm. Cộng 15% di chuyển trên map chúng ta bị mất lãnh thổ do cái thằng này nó khôi phục lại này. Nhưng mà hiện tại thì cái thằng đấy nó lại đang chiến tranh với mấy thằng Sibo. Đấy là một cái cá điểm chúng ta lại đang cần. Chúng ta cứ đánh sát đây là để kiểm soát cái biên giới phía Nam đấy nhá. Thằng này nó có một cái vùng lãnh thổ đây. King à, vua của nó đấy. King thì có thể là mình sẽ đập thằng đấy trước. Thằng này nó cũng đâu có đi được sát sâm đâu. Quá lệch đã vậy.
Chết rồi, đánh nhau á? No 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 no. Đừng chứ. Chúng ta chưa sẵn sàng cho những nhiều cuộc chiến như thế. Nó di chuyển phát là nó chết. À, lính của nó thường thôi. Chúng ta sẽ có Testudo. Xem cái thành này nó kiểu gì mà có mấy cái hồ nước ấy kìa. Có cái đội lính đời cuối rất là mạnh đấy, nhưng mà chắc là mình không có tiền chơi chơi đội đấy thì sạt nghiệp mất. Rain thì không nên đâu, tuyết rơi còn được chứ còn dry lâu lắm rồi không đánh. Dry là thuận lợi nhất cho người chơi. Ô, cái thành của nó cũng vãi phết nhỉ. Ôi, thành kiểu này thì di chuyển bao giờ mới tới được. Ôi, bên này nó có hai tháp canh. Tuyến vào tuyến hướng này phải bắn sập hai tháp canh của nó nữa cơ. Thế thì vất lắm. Hướng cái này. Ở đây hướng này có phải bắn tháp canh nó qua gì đâu. Tiến ra đây được. Chỗ này nó cũng không có. Mỗi hai cái tháp canh ở công trình phòng thủ đó thôi. By your command. Rồi. Battle group ready. Battle group awaiting your word. Mình có đội khung tên này là có thể ăn được rồi. Tuy rằng tầm bắn của nó không bằng với thằng. Nếu chúng ta cho cái thằng spy nó vào quân đoàn thì nó sẽ bút tầm bắn cho mình cung rất là tốt, nhưng mà cho thằng champion thì nó lại bút đam tốt hơn. Một cái lọ mất cái chai thôi. Orders. Đây, chúng ta cũng sẽ chuyển quân đây nữa. Warriors, ready out! Run, cautious! Get running! Ready! Ride out, advance! Đội quân toàn là nữ. Cái thời tiết tốt để đánh nhau nó mới đẹp sáng sủa. Đội kỵ binh của chúng ta đây, đội kỵ binh đời cuối rồi. Ôi, nó cầm cưỡi con ngựa. Đội cung thủ trang bị nhẹ nhỉ. Rồi, ok, thập một cái tháp canh nó rồi, bắn cái này. Bắn sập luôn cái tháp canh đi. Được ấy, bắn đạn lửa lợi thế á. Cung thủ chúng ta rồi. Đây. Mũ vào. Amazonian warriors. Get running. Ok.
thắt tay. Bọn này nó bắn cái gì? Chết toàn lính đằng sau rồi. Bọn đằng sau rồi chết cháy. Chết sập. Toàn chết mấy thằng lính đứng sau. Ôi kìa. Sáu mươi ba rồi. Khói bốc lên nghi ngút rồi. Bắn chúng một tí vào cưng. Ơ à, bắn kiểu khỉ thế này. 75. Ôi dồi ôi. Mãi mới thấy chúng được tí. Đám lính đứng đằng sau thì chết. One of our units has used all its ammunition. Hết đạn rồi đấy. À, tốt. Bắn cổng lên nhanh. Amazonian warriors, get organized. Lên trước đi, Testudo lên trước. Warriors, move out. Đốt cái cổng này. We have discovered the enemy's hidden units. Ô, oh, chỉ có thể leo được vào một thang à. Sáu phần trăm chưa sập. Amazons. Amazonian warriors. Đốt thành nữa. They will bleed for us. Bắn đạn thường rồi. Bắn đạn thường rồi. Tràn lên nhanh. One of our units has used all its ammunition.
Văn ba cái thằng xứ vô này. Làm loạn à? Cứ cho tôi vào. Ui dồi, 97 rồi, đốt lốt đấy. Đốt sập cổng thành nó, 99 rồi, sập. Rồi, xông vào anh em. The enemy's gates have been destroyed. Rồi, cổng thành của nó sập rồi. Xông vào. Bắn bọn này cho anh. Our units has used all its ammunition. They will bleed for us. Rồi cho bọn tung tên nó bắn cho bọn này trúng đòn. One of our units has used all its ammunition. Lấy tung tên mình hết cả tên. Chém. Mình đứng nào đó à? Mình đứng xong rồi ở đây. Bắn mấy thằng cốc tên này đây. Bật test Kuro để hạn chế thương vong từ dưới bên xa của nó. Tiến vào. Bộ kỵ binh này là một kỵ binh cận chiến rất là siêu trâu. Vác từ đầu đến chân luôn. Bình nó xông vào và đánh lì quá. Mình chết. One of our units has used all its ammunition. Tiến lên. Quân đông mà. Nó có quả quân thủ thành khá đông. Cái ngựa nhưng nó đeo cái sừng gì trên đầu nhỉ? Ây dồi ôi. À nó vẫn còn lính đánh xa rất mạnh ở sau. Nhấp nháy hết rồi. Bỏ chạy rồi. Tức vào. Tướng của nó đứng bên trong kia mà chưa chui ra cả.
Đứa gì mà hèn nhát thế. Mày chết. Sẽ chuyển đổi được. Mình vừa chém chết nhà vua nó rồi. Đây chúng ta có cái tài nguyên này là tốt rồi. Xong con ong. Khôi phục được một thằng ở đây lên à. Khôi phục làm cái khỉ. Nhiệm vụ chúng ta là phải chiếm vùng này. Bọn này nó được cộng 5% vào giáp nữa mà. Mua xe bắn đá. Đúng không nhỉ? Nhiệm vụ ở đây mỏ sắt đây. Thảo nào. Chỗ này lắm tài nguyên thế. Rồi, chiếm được thêm đất là chúng ta có thêm tiền rồi. Nhưng hiện tại thì mình chưa có nhu cầu tiến xa hơn. Đánh ra sát bờ biển này đã. Bọn người Anh nó đánh chiếm xuống tận đây rồi. Nhưng mà nó lại đang chiến tranh với thằng Sứ Vô nên là mình tạm thời cứ để lại. Tạm thời mình cứ để lại. Gods of the afterlife. Khỉ thật, hai thằng này cứ đánh nhau suốt ngày. Hai thằng này nó cứ đánh nhau suốt ngày. Quá lượt phát đã. Nó đề nghị mình chiến tranh với thằng Đức. Từ anh vừa mới hòa bình với thằng Đức một xíu mày phát anh đánh nhau tiếp. Rồi ok. Ủa nó vác hẳn với một thằng quân đi để đánh nhau. Chúng nó biết lợi dụng đồng đội thật. Đánh nhau mặc mỗi cái khố này thì làm ăn gì. War! A man's calling is war, not weaklings gossip. Give me the clash of swords, not wagging tongues. Thằng khỉ này nó chả liên quan gì mà tụi mình cứ chiến mình. Nó vẩn thật. Cái đoàn này thì có khi mình rút về đây để mua quân. Y tế của chúng ta cũng khá khá hơn một chút xíu rồi mà. Phủ phủ xây thế cái này thì hơi phí. Chờ quân hồi đã. Trong khi chờ quân hồi chúng ta sẽ... Đây. Chiếm nốt vùng này đã. Không có quân à. Chỗ này nó có nhiều tài nguyên thế. Có cả mỏ sắt này, mỏ muối này. Oh, tuyệt vời đấy. Đương nhiên là chiếm không việc gì phải. À thêm được một champion nữa rồi.
rank cho tất cả các champion được tuyển. Cái vùng này chúng ta đang xây dựng lại cái văn hóa của chúng ta, đó là Amazonia. Nên là cần các cái đền thờ, sau này khi mà văn hóa đã ổn định rồi thì mình bắt đầu bỏ đi được. Thành xứ vô. Ở đây có mỏ vàng này, giàu có thế. Cách nhanh nhất để về nhà là như thế này. Mình có mấy, có 2/4 à? Chạy lính lên. Sau này chúng ta kiểm soát cái vùng này ổn được. Cứ hỗ trợ vào cái này thôi, tăng public order là được. Chúng ta đang bị âm lương thực rồi. Căng nhỉ. Quá hay xe bắn đá. Điều đến 8 lương thực cơ. Thực nhỏ quá, trừ 12 thực này. Lại chiếm lại thành của mình à? Có bao nhiêu thằng quân mà dám chiếm thành mình nhỉ? Điều thế. À, thủ đô của nó. You are honorable. Không được, không được. Đồng minh mày là dễ đánh nhau thằng kia lắm. Chết toi, hết lương thực. Giải quyết ngay vấn đề lương thực không là chết bây giờ. Mấy công trình này nó trừ thực ác quá. Vùng này được nhiều tiền nhưng mà trừ đến tận 14 lương thực. Giàu có nhưng mà trừ thực kinh quá, tạm thời để lượng thuế cho vùng này. This panel shows to đợi xây các cái công trình này lên nữa không thì hết được thật rồi. Tình hình ổn thì có thể đập cái công trình này đi.
lính phòng thủ đi. Không cho chúng nó nghỉ ngơi. Tiến ra sát bờ biển rồi kìa. Khỉ thật. Lại mất một đơn vị quân rồi. Thực. Ế, có thể up được lính như này. Mất một đơn vị quân. Bổ sung một lượng. Còn đây và đây nữa đúng không? Chúng ta tiến khá nhanh rồi, sợ gì. Dần dần dưới này bỏ công trình này đi được. Thay bằng ruộng và... Cách hay nhất để không bị chết đói nữa là chạy sang đất của thằng khác. Tấn công cái thành này của nó. Cũng được nhưng mà... Từ từ á, lực lượng chúng ta hơi mỏng. À, tiếp tục thu thực được mà. As your campaign progresses, growth enables... Vẫn thu được, còn có một thực, vẫn còn một thực. Đều là general hết. Bọn con này chưa làm cái gì à? À mình vừa cho nó về thành. Bây giờ lại tuyển lại quân cho nó. Nhiệm vụ của chúng ta. À đây, vùng này xong rồi. Đây nữa. Đây. Và đây. À. Tưởng các chú thế nào. Chúng ta có cái mỏ sắt là rất quan trọng đây này. Có mỏ sắt là chúng ta có thể lâng được cái nhà lính để cuối. Đây rồi. You have been worth the ally. Bỏ mấy hiệp ước với anh á. Tầm này anh sợ gì mày. Né phát rồi. Hay dài, đánh liên tục. Nó có mấy thằng quân mà nó vác vác đi đánh nhau mình. The hungry dog. 9 lương thực, ok. Hết thời gian bị chết đói rồi. Thằng liều. Quân thì không có dám vác ra đây dọa anh. Yeah!
cái má. Làm gì còn quân nữa. Cử được mấy thằng quân xuống thì chết sạch rồi đâu. À auto dễ mất quân lắm này. Auto ảo à. Mất một cái xe bắn đá à. Khỉ. Chả nhẽ lại không auto nữa. Tuyển được. Chiều mới thực. Xây cái ruộng ở đây này. Ủa kinh tế của mình mạnh lắm. Sắp xoắn. Rồi. Đây là quân đoàn của Empress Nữ Hoàng. Ây à, nó có Johnson Usman rồi. Ăn hết. Tỷ lệ thắng chúng ta thấp nhưng mà ăn được hết. Thấy đánh auto với cái bản này nó làm sao. Mất cả xe bắn đá. Cái đội cung của nó mạnh phết đấy chứ. Rain thì không lên. Nắng đẹp phương nam. Xem nó tấn công từ hướng nào. Ây à. Nga vào cái khó. Hướng này vào thì có vẻ là nhỏ gọn nhất ấy, nhưng mà quan trọng là mình có phá được mấy cái thuốc canh nó không. Như tập chưa lần trước đánh có mấy cái tháp canh bắn mãi sập. Hình như nó không có nhiều lính tên lắm, cũng tên lắm. Kỵ binh của mình khá mạnh. By your command. Fire on the enemy. Ok ok. Take aim. Enemy reinforcements approaching. Cả Scorpion ở đây. Rồi. Đi luôn này. Chết cả 4 thằng. Vẫn còn. Cái xe bắn tên vẫn còn nhưng mà chết hết lính rồi. Ôi bọn đứng đằng sau này chết như ngả dạ. Bắn. Ôi dồi ôi, mãi chả sập. Chết bọn đằng sau. Mình không quan sát được thôi nhưng mà nó vẫn bị chết đấy các bạn. Đấy.
enemy's tower has been destroyed. Bọn nào bắn tên nhỉ? Mình không nhìn được. Nó đứng ở trong thành ra nên mình không quan sát được. Warriors ready. Mình chưa học cái công nghệ để nâng cái sức bắn cho mình đứng ở trên tường này, mình không quan sát được. 88 ok, bắn vào đây. Lên. Get running. Warriors, move out. Quá nhỉ. We have discovered the enemy's hidden units. À đây rồi. Bắn. Get running. Nó bắn. Cố lên. Hai ba phát nữa là sập luôn rồi. Đừng trượt. Hai phát nữa thôi. Our hidden units have been discovered. Phát nữa là sập mà. Bắn toát trượt đi. Chúng nè. Định bắn thang mình à? One of our units has used all its ammunition. Ok. Vãi thật. As you say, fire! Battle ready! We have discovered the enemy's hidden units. Phải có đội cung tên yểm trợ ngay. Warriors eager for blood. Thôi khỏi đi. Understood. Bắn bọn này thì yểm trợ các lực lượng leo thành của mình. Lên. Phải lập test studio rồi. Nó lắm cung tên quá nhỉ. Phát đấy sập. Rồi. Ăn rồi. Ai ôi, những người lính của chúng ta. Ôi ôi, bọn này chém ác thế. Con mình nó bị thương vong khá nặng. Ôi ôi, có vẻ nó mạnh hơn mình tưởng đấy. Warriors ready. Và đấy tản ra đến như này không bắn được đâu. Bắn tên yểm trợ cho lực lượng giao thành chết hết bây giờ. Nhanh. Đây.
Thương vong lặng. Cố lên anh ơi. Tôi kêu điểm trợ đang vào rồi. À chị em chứ. Nhầm. Nhanh bắn mấy thằng không tên nữa. Ôi thương vong nặng rồi. Thương vong nặng rồi. Cố lên. Cố lên rút ra đây. Thương nặng lắm rồi. The enemy bắn. General is dead. Một độ của mình bị thương rất nặng. We hunger for blood and battle. Amazonian warriors, battle ready. Wow. Còn 17 thằng lính. Còn có 17 người lính, kinh rồi. Quân nó khỏe thế. Mấy cái đầu mình thấy nó mạnh rồi. Đây là thủ đô của chúng nó mà. Amazonian archers. Bắn. One of our units has used all its ammunition. Mấy thằng sư cô chết đấy chứ. Battle is turning in our favor. Noob Speed à? Thằng nào mạnh thế? Đến đời cuối. Mình đây chưa phải đến đời cuối. Ta nào. Sư cô ta nào. Về đây để chiếm cổng thành đã. Thôi không cần đốt. Lội qua sông à? Warriors eager for blood. War warriors move out. Tưởng nó nói trong kia kìa. Run, curse you!
Noob speed. We'll kill them all! Chiếm cổng thành cho quân vào đó. One of our units has used all its ammunition. Battle ready! Get running! Quân của mình mệt mỏi rồi. We have captured the gates. Get archers! Warriors, move out! Get running! Warriors, eager for blood! Ready for battle! Bọn này nó ném cái gì đấy? Sao đây có thằng này? Đây là cái ao à? Đây có cả cầu đây này. Nhảy xuống đây bơi cho mát đây. Amazonian warriors! Bắn chết tướng đây. We hunger for blood and battle. Headshot! Lính nó mạnh thật. Mình lính đời cũng là lính đời 2, đời 2 đời 3. Quickly now. Bắn hết tên ra cho bọn bộ binh ở sông vàng. Melee warriors. Chạy đi. One of our units has used all its ammunition. Còn một túi tên nữa. One of our units has used all its ammunition. Ui, chú thằng này bị tên găm giữa đầu. À, khi luôn nó găm vào giữa đầu. À, nó toàn Warstorm kia thì nó toàn Chosen kia thì chẳng mạnh. Nếu con nó có thêm mấy đội quân cái viện đó mà kìa. Chiếm được thủ đô của nó rồi. Nên hòa bình tạm thời không nhỉ? Để ổn định là quân đội một chút xíu rồi mới đánh nhau tiếp. Do not attempt to sweeten truth with honey. Speak plainly, and I will deal honestly. Flatter, and you fail. Đòi nó cơ số tiền đi. Your money may win favor among whores, but we will not be used for your filthy pleasure. Rồi. For my tha people, tạm cho mày. I accept. If there is fault anh in this choice, tiền để let phát triển the gods find it in me. Hôm nay thì chúng ta sẽ không cần quân sự nữa. Bây giờ chúng ta đã giảm bớt được một kẻ thù rồi thì xây dựng các công trình tăng phút thôi.
À, từ đi. Hết bố tiền bây giờ. Đang âm lương thực thì thích mua sắm nhiều. Rồi. 12 thằng. Thương vong cực nặng luôn. Kỵ binh thì mạnh. Nó chưa thèm rút quân về à? 19 thằng, mất một cái xe bắn đá rồi. Quân mình hồi chậm quá. Qua lượt phát đã. Chiến tranh là không thể vội vàng. Tiền mình khá mạnh rồi. Đủ để có thể thành lập thêm các quân đoàn. Cho nên đây đóng quân đã. Đánh nhau thì chưa cần vội. Từ từ hồi thì đầy quân đã. Thêm một champion. Mình có một mỏ sắt, có hai mỏ sắt thì mới lâm phun được đúng không? Mà cái lính để cuối nó mạnh không nhỉ? Mình chưa thử, thì nó đắt, mình chả dám chơi. Mình đang lên vào kiếm trước à? Đây là tăng đam. Weapon tăng vào vũ khí. Đang giai đoạn hòa bình thì cứ phát triển nhà. Đây, nâng cái ruộng lên. Đấy, mình sống được. Như lúc nãy thì chết. Thiết thực. Quân xíu đã. Rồi đánh nhau tiếp. Điểm ngoại giao của mình thì tốt à? Hay vậy? Hai cái thằng này là mối thù truyền kiếp với nhau à? Đánh nhau mãi không thôi. Ô, nước Anh mạnh quá nhỉ. Nước nào anh cũng đập hết. Anh, Pháp, Đức. Bọn này ký hiệp ước hòa bình. Lại có một cái vụ tào lao. Ừ,
giảm upkeep này. Cứ giảm upkeep là tốt rồi. Từ bọn này mua sau, bọn này đắt mua sau. Chưa hồi hết quân. Cộng melee attack này. Cộng melee attack. Giảm upkeep cho quân đội nữa. Rồi, tăng cái nhánh này lên. Upkeep là một cái rất quan trọng. Lâm kiếm tiếp. Để tăng vào cái này để có thực ấy. Có thực thì mới vực được đạo. Rồi. Hòa bình trong giây lát. Quân đoàn này về lý thuyết có thể công cái thành rồi. Tôn sau chúng ta sẽ đập. Together we achieved much. Hai thằng này lằng nhằng đánh đập cả hai. Will you be counted as friends? Sao nó lại cướp bóc trên đất nhà nó nhỉ? Sao nó khôn vãi lúa thế? Tầm mày mà đòi ăn vào đây á. Bộ binh này upkeep rẻ hơn mọi người. À mà mình thử xem là cái lính đời cuối thế nào đó. Đây đây. 8 lượt. Bên dưới này cũng xây được. Lính đời cuối. Xây lại hệ thống công trình ở đây cho hai cái vùng này, tất cả hai vùng đều là công trình quân sự hết, để chúng ta chỉ mua quân ở hai vùng này, một vùng để bổ sung quân cho phía bên dưới, một vùng bổ sung quân phía bên trên. Xây bắn đá thì không quan trọng, để mua ở cái vùng cao đây cấp lắm nên có. Tiền không sợ. Tầm này đánh sao được. Ăn được thoải mái. 16 quân phòng thủ cộng với quân đoàn đấy nữa. Nó đang hết lương thực à? Nó đang hết lương thực. Chúng ta bây giờ hùng mạnh rồi. Mình sẽ tuyển cái đội là lính đời cuối chơi. It is our destiny to ruin. Kỳ thật hai cái thằng này cứ đánh nhau. Cả hai thằng đều khá thân với mình như thế này. Đánh nhau mình. Đánh nhau với nhau, lẫn nhau. Đây rồi.
nâng cấp mấy cái này lên cấp tiền. Rồi không cần nâng cao thành cấp cao. Thanh niên này chiếm được cái tỉnh bên này kìa, liệu có giữ được không? Ba lượt nữa thì có kiếm vàng. Tướng của mình tướng mấy sao nhỉ? Nó đã hết lương thực, nó chết dần rồi. Đánh rồi. Bọn Test Studio nó cũng có cái hay của nó chứ nhỉ? Chứ bên bọn Pha Lăng thì nó cũng có hay hơn mà. Tuyển lính chẳng qua là mình muốn nó có lính đời cuối nhìn cho nó chất đi. Fox là sương mù. Đánh nhau trời tuyết rơi là nhìn hay nhất. Úi dồi ôi, cái thành của nó. Ê? Ơ, tấn công từ hướng này được này. Thấy có vẻ hay hay. Nói chung là hơi khó vào nhỉ. Hướng này nhìn trông nó bé bé xíu xíu. Uầy, như này nó đặt cung tên, thế này nó rỉa cho thì chết. Mình chơi phòng thủ bước 2, phòng thủ tuyến 2, mình chơi với cung tên đây này. Nhưng mệt đấy. Grouped and ready! Give them fire! Nói là cái tập đầu tiên thì đúng là mình bị SML chứ không phải là đơn giản. Chưa bao giờ mình chơi một chiến dịch của Rome mà mình bị chúng nó đập cho nó té tua từ đầu như thế bao giờ. Chưa bao giờ mình chơi một cái chiến dịch của La Mã 2 mà mình đã đập vỡ mồm. Ôi cho chết. Mày đứng chéo nó không bắn được, may quá. Đây còn có cái xe bắn đá ấy. Chuyện này căng rồi. Trang bị pháo ở đây hơi nhiều, hơi tốt đường đối phương rồi. Cung của chúng ta lại không phải là đơn vị cung có tầm bắn lớn. Lực lượng đổ bộ của nó kìa.
Ui dồi. Sập bức tường phát. Chết bố luôn mấy thằng đứng trên đấy. Nó tốt, bắn trúng phết nhỉ. Sập luôn cái tháp canh nhỉ. Mister, chúng ta có thể giết được. Slinger. Mình thấy pháo nó bắn kiểu thảo lao lắm. Không được, rút ra đi. Bắn kiểu này hao quân lắm. The enemy's tower has been destroyed. Nào, mày thích bắn à? Đây. Bắn tháp canh tiếp. Cũng được, bắn vào ballista của nó. Cho chỗ mày. Đấy, chui vào thành đấy. Không dám trèo lên à? Lén cho hết tên đấy. Sao bọn xe bắn đá này nhiều giữ chữ tên đấy nhỉ? Bắn cho chuẩn vào cái xem nào. Bắn kiểu mẹ toàn trúng đi đâu. Nó mà bắn trúng là nhanh lắm nhá. Đây. One of our units has used all its ammunition. Toàn chết mấy thằng đằng sau. Một lũ đằng sau thì chết oan. Bắn vào này cho anh để cho thằng cung tên nó lên. Đúng rồi, phát nữa là sập đấy. Mày lém lao à? Quẩy đá à? Lên bờ thì không chịu lên. Còn ném nhờ. Ôi trời. Vẫn chưa sập à? Một phát đã sập mà. Trúng
chúng đi. Úi dồi ôi, lệch một xíu. Đó rồi, bọn này chạy rồi. Chết sạch, không còn một mống à. Rồi. Rồi vào đây. Cùng tên đi đằng sau. Rồi leo thang rồi, lên. Kìa. The enemy's tower has been destroyed. Chuyển nhanh như đây đã. We have discovered the enemy's hidden units. Bắn. Không có cung tên điểm trợ, chúng ta đánh tỏi. Mấy trận là công thành nó không thể như là ẩu đâu. Gì? Mấy thằng này thích chạy ra à? We'll kill them all! Cho nó phát. Mày thích chạy ra này. Formation! Move! Get running! We have discovered the enemy's hidden units. Xong. Fire! Fire! Fast to do, lật lên. We have discovered the enemy's hidden units. Vệ binh không xông vào được, chui ra đã. Lúc đấy là nó chui ra khỏi cổng thành, mình mới đuổi được. Còn bây giờ thì phải cho cung tên bắn điểm trợ đã. Xem tích slinger đây à? Bắn. Lên 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 là lên là lên lên là lên là lên là lên. Amazonian warriors. Lên này. Warriors eager for blood. Hack them down. Take their heads. We have discovered the enemy's hidden units. Em đã quân nó thế nào? Cho bọn quân thủ đứng dây để điểm trợ ra này. Vào. Hỏi cung đầu bắn điểm trợ cho lính leo thang vào. Chưa chiếm được cổng thành rồi. Đẩy con địch ra khỏi cổng thành ấy, thì mới ăn được. Ai già.
con địch từ khắp các ngả lên sông ra kìa. Rồi bắn vào này này. Chơi đội quân toàn là nữ. Amazonian Archers, Amazonian Archer, bắn vào đây cho anh. Scrappers ready, Amazonian Warriors, haga, ready for battle. We hunger the blood and battle. Ai à, lấy phi luôn. Xong rồi, tan rã rồi. One of our units has used all its ammunition. Chiếm được cổng thành nữa là đẹp. Wow. Amazonian archers. Quân địch ở trong này này. Ready for battle. Còn mỗi hai đội này còn tên này. Nó chạy hết rồi. Ôi, nhà cửa nó xây chín, làm chi tiết đấy. Mái tranh vách lá này. Nhà nào. Ồ. Đâu, tướng của chúng mày đâu? Úi giời. Cái này là chỉ huy đấy. Chắc là chúng nó sẽ ở trên này rồi. Để vào đây. Tướng của nó thì chắc là trên này. Và là lúc cho kỵ binh lùa. Thành to và rộng quá. Không bắn tới. Đứng đây mới tới. Bắn được vài thằng cũng cái binh của mình là cái binh hạng nặng nên nó di chuyển chậm. Advance at speed. Tướng mày đâu rồi? Đây à? Sốc cho nó phát. We have captured a tower. Đội hình mũi tên. Úi dồi ôi. Chết có hơn 100 thằng thôi. Thế là được rồi.
Công thành thường mà chết ít này là hiếm lắm. Đương nhiên là chúng ta sẽ chiếm. Bắt bọn này làm chi hầu làm cái gì. Khử mày luôn. Đây rồi. Ê. Ơ. Sao có nhà thuyền này được nhỉ? Armor infantry. Mình thấy nó cũng bình thường, áp 75, hết 55. Slinger. Phát triển hải quân ở phía bên này á. Không chắc mình cần chơi hải quân à. Cái vùng thủ phủ này của mình lại không nâng được cái công trình lên cấp 4 đâu. Thế mới hay. Đây. Letter ra. Chính xác ở đây đúng không? Thằng Sứ Gôn sẽ phải ăn đòn. Di chuyển ra đây đi. Hai thằng này vẫn đánh nhau. Đấy, hay quá, chúng ta có thêm tiền. Chờ cho này nó up lớp giáp vàng. Đâu nhỉ? Đây. 3 lượt nữa. Nuôi cá cho nó lành. Mọi thứ có vẻ ok đấy. Tất cả các cái mối đồng minh của chúng ta chỉ là tạm thời đấy các bạn nhé. Chỉ là mối quan hệ tạm thời thôi. My time is better spent feasting and hunting than listening. So be. Suy đi. Are you brave or... Mua thêm quân đã. 7 lượt nữa cơ mà, lâu lắm. Ổn định lãnh thổ đã. Fear is your lot. Now come the ravens. Beaks agape for your guts. My war. Cũng được. Thích war thì ta đi war mày luôn. Thêm một tướng nữa. Thôi khỏi. Điên này hết quân. Xin tí kinh nghiệm. Cho các quân đoàn đi cạnh nhau nó mới lên kinh nghiệm được. Một phe đã bị diệt.
tạm thời thế. Cứ để cho nó đánh nè. Anh em cứ bình tĩnh, cứ để nó đánh nè. Theo cái kiểu này thì chúng ta không sợ hết là thôi. Công trình này nó tăng lương thực tốt. Bây giờ tại phía đánh nhau à? Chúng ta đang kéo mấy quân đoàn ở cổng nhà mình kìa. Phải xoắn hai lượt nữa đủ tiền để chơi mà sợ gì. 19 thiếu một cái xe bắn đá. Đánh vào đâu ở cưng? Cho nó đập vào đây. Nếu nó đập vào đấy thì mình sẽ tranh thủ mình sát đập luôn vùng này. Thằng này nó có hai vùng này mà mình sẽ chiếm cả hai vùng của nó. Avani, Avani, bọn người anh là láo thật. Đã lọ mọ ở đây lại còn láo. Giải quyết luôn cả hai cái thằng ở dưới này nữa cho nó đẹp. Chưa vội được, chưa vội được. Hai thằng này cứ đánh nhau. Mình dẹp lốt cả hai thằng. Hay quá, được tăng trị an kìa. Mười lăm thiếu mỗi mấy đỉnh lính này nữa là xong. Đâu à? Năm lượt nữa sẽ có lính đời cuối. Mình phải đưa quân đội sang bên này mà tụ quân. Cái làng nhỏ đấy thì chưa chắc chúng nó đã đánh được mình. Bởi vì là đây có cái thằng gì nhỉ? Thằng này nó không kiểm soát thì cũng không sợ lắm. Đây, mình chỉ chờ có cái thành này sụp. Đi vòng vèo ghê nhỉ? Một quân đoàn nữa lên điểm trợ. Phút của mình đủ và dùng thế này. Sợ. Rút quân này. The shield wall is always stronger. Vùng đấy là vùng lõm mà mình kiểu gì mình cũng phải
giải quyết. Cái gì đây? Giảm upkeep đấy. Ngon. Xong chưa nhỉ? Xong cái giáp chưa? Đời 3 rồi. Income lên còn ấm sợ nhỉ. Bút giáp nữa. Bút đàn chứ. Ý, đàn mạnh vãi lúa luôn. Mày thì đánh nhau à? Đánh lịch sự nha, không cần phải có quân tư viện nha. Một đội cung tên, hai đội đem lao. Sương mù. May quá. Mình chọn là không cho quân tiếp viện vào mà. Đội hình hình thang danh bất di chuyển. Nhiều anh em bảo tại sao anh cứ hay dùng cái đội hình tha này, nhưng mà các bạn thể thấy nhé, đội hình tha nó rất thuận lợi cho việc phòng thủ. Các bạn có thể không phải lo điều khiển quá nhiều các đơn vị lính để tập trung điều khiển kỵ binh. Đây là lợi thế của đội hình tha. Chúng ta phải chui ra mà, bởi vì là chúng ta có pháo ép chúng nó phải tấn công được. Ballista. Mình đang chờ cái đội lính để cuối đây nha. Cả khi các bạn dàn đội hình nó gần nhau như thế này thì binh sĩ nó có thể boost tinh thần cho nhau, cho đồng đội. Những cái lính đời cuối ấy, nó sẽ hỗ trợ boost tinh thần cho những đồng đội xung quanh để giữ vững được phòng tuyến. Nó có đội Slinger đâu nhỉ? Bắn vào bọn này, bắn chỉ và bắn bọn kia nó chạy quá đà. We have discovered the enemy's hidden units. Thôi, Gallic Hunter.
nó áp sát mình rồi. Áp sát bạn là lính đến nào nó vô dụng luôn. Cái thằng phúc tên của mình lại bắt đầu thích cận chiến này. Our units has used all its ammunition. Riders, advance! Missiles ready! Ballista, as you command. Ready for battle. They will bleed for us. One of our units has used all its ammunition. Đây cho anh. Warriors, eager for blood. One of our units has used all its ammunition. Venus warriors. Amazonian warriors. Commander. Fire. Ready for battle. Không để cho nó lấy lại tinh thần. One of our units has used all its ammunition. Bleed for us. Xong. Không có thằng tướng đâu. Thằng tướng giúp ở nhà. Thằng tướng giúp ở nhà. Thang giáp hay là thang kiếm? Giáp đi. Mày láo với chị à? Rồi, phía bắc của chúng ta bây giờ toàn kẻ thù. Vất ban căng. Mình cần ra. Bên dưới này ổn chưa? Nước thực dồi dào phát mọi thứ ổn ngay nhỉ. Hết tiền.
thật là khó ấy. Còn cả cái giải đất phía bên trên chúng ta cần phải tiêu diệt. It is our destiny to row in the same. Được cộng morale và public order. Quân đoàn này rút về để có thể đi mua thêm quân. Đứng đây ambush, thằng nào đi vào bam luôn. 3 lượt nữa là mua được lính đẩy cuối rồi. Kinh tế cũng mạnh rồi, bây giờ mua đầu tiên mua bọn cái bọn xạ kỵ này mình thấy nó phế quá. Ta cần thêm một cái mỏ sắt nữa. Không đủ tiền để up. Nói chung kinh tế của mình ổn đấy chứ, chẳng qua là mình đang xây dựng hơn nhiều thứ thôi. You no longer have. Dừng giao thương à? Khả năng mình sẽ dẹp luôn mấy thằng bên dưới này ạ. My ancestors have spoken. Mình sẽ dẹp luôn mấy thằng bên dưới này đã. Láo nhở, dám vây thành mình à? Mày chán sống à? Mày chán sống quá rồi sao ấy? Đừng có chết quân nhé, nó vẩn lắm. Ông tù hay tà lão ấy. Chỗ để luyện cấp cho các quân đoàn và tướng của mình ở chỗ này đây. Chuyên luyện cấp. Trao đổi quân với nhau nữa. À, cái con spa này nó có skill hồi quân. Nó giảm upkeep này. Gỗ làm sao mình xây mình không thấy cái công trình gỗ đâu nhỉ? Chỉ báo gỗ thế này. Lương thực thủ đủ. Ba kinh không?
Mini Attack 93. Chưa bằng được đội cận vệ của La Mã nhỉ. Cái mà thế nào cũng được rồi. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.